ra thiên. Kính thưa các thầy cô các bà, đại diện trong hôm nay hai họ, kính thưa toàn thể hội thôn, phải nói là tôi được thay mặt gia đình nhà ấy, những cây trầu thì cũng có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Chúng ta đời người ai cũng sẽ có một năm để xây dựng gia đình, một năm đó trở đến một tháng, tháng đó trở đến một ngày, và ngày đó trở đến một giờ. Giờ này là giờ hoàng đạo, giờ đẹp nhất đối với dân số của cháu Vinh và cháu Hưởng. Thì tôi xin thay mặt nhà gái xin nhận cây trầu, thứ nhất là để kính lễ gia tiên, thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mời các cụ con các bà lên nhà gái để thưởng thức miếng trầu mà đã có công lao mong mớm cháu mình đã có lớn để được đi làm ăn làm dâu làm con ở gia đình họ Vi, dòng họ Vi, và được kế dõi tông đường họ Vi. Tôi xin nhận ạ. Vâng, mời bác. Xin phép là mời các bác trai, bác gái có thể giúp người bác gái thì hôm nay có thể là đang chồng để cho nó cũng đi lái thì rất đúng. Tôi mà đúng không? Tôi định nói nhưng mà rất là. Không dám nói từ lúc.
tranh. Con người anh đã đổi thay thành một người khác. Vì chính em thôi. Mời họ nhà gái là mất chút thời gian
đưa cháu về với thành phố để thăm nơi ăn chốn ở của cháu, những người ông các bà họ nhà gái. Vào đây xin thầy cảm ơn chúc cho mọi người hạnh phúc và thành đạt. Cháu và Linh về bên nhà chồng, xin phép được thay mặt hai bác trong gia đình cũng như ông bà hai bên nội ngoại với nhà gái để có câu lời phát biểu như sau. Kể từ khi giờ phút mà bạn đàn trai đến nhà gái cho đến giờ phút này, trong quá trình đón tiếp nếu có vấn đề thì sơ xuất sẽ mong bên nhà trai bỏ qua, và tí nữa ra bên nhà trai chúng tôi sẽ nhắc nhở thêm. Xong giờ phút này có các ông bà xin nói như thế này. Cháu Linh học lớn lên rồi chưa đi đâu cả, còn dài. Mong ông bà trưởng phó đoàn về nói giúp ông bà thêm sinh cho cháu hưởng, dạy dỗ thêm cho cháu Linh. Giờ phút này tôi có hồi hộp, tôi xin phép là để con với bà sẽ kết thúc tại đây, và thủ tục tiếp theo là cháu Linh để chuẩn bị, sau đó là chúng ta về bên. Ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi hò khoan, hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền buồn, trên màn dày đâu che khăn định đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên mình. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Kính trình gia tiên, kính thưa hai họ bốn bên, kính thưa các ông các bà, tôi thì được thay mặt họ nhà trai đến đón cháu dâu đã đưa về đến nhà và nhập gia bái tổ. Thế thì sau đây thì hôm nay thì có cái đoàn của đại biểu họ nhà gái thì đưa cháu đến. Sau đây xin kính mời họ nhà gái phát biểu. Kính thưa các ông các bà, kính thưa ông bà khen sinh cháu hưởng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là trưởng đoàn bên nhà gái, là em chú của anh bảy trong họ nội. Đây trong đoàn hôm nay đi cùng với chúng tôi thì có bà Liên. Bà Liên thì là chị ở bên ngoài. Không, không về bên này. Về đây, về đây. Quay về bên này chứ. Hôm nay có các anh các chị. Đây là bác ruột anh ruột của bên này cứ hơn à? Ở chị tí này. Không mà ném. Tiếp theo là anh ruột tìm thằng một đéo bà bụng là cứ hơn. Vâng. Tiếp là chú, vâng, chú của cháu Linh. Tiếp là chị gái, đấy, đấy, vâng, của bố cháu Linh đấy.
mấy chị em trong nhà cả đấy. Chị tiếp theo, hai chị tiếp theo cũng đều là chị gái của bố Trong Linh cả. Cứ như là thím trong đây họ con ông chú, thưa ông bà, thưa con các bà, thế được sự ủy quyền của bác Thủy và bác Ni thì hôm nay sẽ chính thức là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì trưa nay thì bên nhà gái chúng tôi cũng đã tổ chức, hôm nay là đến nhà trai được thay mặt cho hai bác trong gia đình cũng như là trong họ. Cháu đây là lớn lên rồi đi học, đi học rồi đi đi làm, chưa bố mẹ cũng chưa có giấy phép nào, ngày nào để dạy dỗ con về nhà chồng cả thế này như thế kia chưa hề có, cho nên hai bác bảo là chú đi nó giúp. Cháu nó còn dài, bây giờ nhiều thì mong ông bà cũng như họ hàng ở đây là tâm bảo và dạy bảo mang chăm chút cho cháu. Không bằng phẳng như chúng ta nghĩ. Yêu nhau, tình yêu ta nghĩ rằng nó là như thế, nhưng cuộc sống nó sẽ gặp khó khăn. Càng khó khăn bao nhiêu, càng yêu thương nhau bấy nhiêu. Chú cũng như các bác mong thế. Thay mặt cho đoàn nhà gái, hôm nay đoàn nhà trai đến bên nhà gái thì có thể có những điều này, điều nọ sơ suất, quá trình đón tiếp, vân vân cho đến giờ phút này. Nếu có cái gì chỉ mong đoàn đại biểu nhà trai hết sức thông cảm cho, bởi công việc này chúng tôi không phải là chuyên nghiệp, được các bác tin tưởng và giao cái nhiệm vụ như thế, chúng tôi cũng lo làm sao cho các cháu nó về đến nơi và nói như thế nào đó để ông bà hiểu cho được. Và đúng là con dâu hiếu thảo gia đình, với giới người xuôi thì họ bảo là con dâu là mới là con, còn con gái thì đi nhà người ta, đúng là như vậy. Xin kính chúc là các ông các bà, tất cả mọi người có mặt ở đây một năm mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý khách tiên, quý thứ hai đoàn thân nhiệm, quý đoàn thân nhiệm, quý nhân không có đây. Thế thì tôi xin giới thiệu với bố chương trình như thế nào. Tôi xin được phép giới thiệu với công ruột, mẹ. Đây là ông chú của họ, ông chú ở đây. Đây là ông bác, con ngoại, bác Vân Quân. Tiếp theo là cũng là ông chú họ, và tiếp theo nữa vẫn là ông chú họ, còn bà cô trong đấy là cô họ. Thế thì thế này, như vừa nãy đoàn đại biểu đại diện cái nhà gái đã nói rồi, thế thì sau một thời gian tìm hiểu quen biết cháu, quen biết là tìm hiểu, thế thì tiếp theo là có ý kiến với gia đình. Bố mẹ cũng chấp thuận và nhất trí. Tiếp theo là đặt vấn đề với cái nhà và được cái nhà chấp thuận. Hôm nay được sự ủng hộ của hai gia đình, hai đoàn đại biểu đại diện cho hai bên gia đình, đến giờ phút này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi thay mặt gia đình xin chấp nhận chính thức giờ phút này con yêu quý. Một lần nữa tôi rất mong đỡ chỉ bảo và làm việc anh em bà con cô bác trong họ cũng như ngoài họ, trong đó có gia đình tôi, giúp đỡ chỉ bảo vấn đề tư vấn những kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống. Không biết nói sao cho hết được, nhưng mà công ơn to lớn của gia đình hôm nay tôi xin được phép thành gia đình xin chân thành cảm ơn hai đoàn cùng toàn một lần nữa tôi xin phép thành gia đình mời cùng toàn thể mọi người hôm nay cùng bước cân thành gia đình. Có gửi món quà cho hai ông bà, tức là bố mẹ của cháu Hưởng. Món quà là kỷ niệm để ghi nhớ là tình cảm thông gia, đồng nhất gia. Sau đây xin trân trọng kính mời bà Liên là phó trưởng đoàn sẽ có đơn lời phát biểu và giấy gửi tấm quà cho ông bà. Vâng, cũng như lời giới thiệu của trưởng đoàn,
đầu tiên tôi xin chúc mừng và có lời chào trân trọng tới gia đình nhà trai. Xin một lời chào pháo tay. Kính thưa gia tiên, kính thưa các cụ con các bà đại diện cho bốn bên hai họ, kính thưa toàn thể hàng hôm. Hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2014, ngày 11 tháng 10 năm Giáp Ngọ là ngày lành tháng tốt. Gia đình nhà trai đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai con, cháu Linh và cháu Hưởng. Thì chúng tôi cũng rất là vinh dự được thay mặt gia đình nhà gái và nhà gái để đưa cháu về đây làm dâu con trong gia đình họ Vi, và được vinh dự được kế thế tông đường gia đình họ Vi. Thì cũng từ giờ phút này trở đi, cháu sẽ là con, là dâu trong gia đình, là cháu dâu của các bà trong họ Vi ở đây. Chúng tôi đến đây, cái giờ phút đầu tiên tôi xúc động nhất là cái sự tiếp đón nồng nhiệt, trọng thị của gia đình, và tất cả các gương mặt sáng ngời tiếp đón chúng tôi rất vui vẻ, những cuộc bắt tay rất là đồng nhiệt, rất là chặt chẽ, tình thông gia đồng nhất gia. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn, và chúng tôi cũng tự hào là được gửi con vào vòng tay lớn của gia đình. Thì bác cũng là chị gái của bố cháu thì cũng muốn có đôi lời phát biểu thêm, bổ sung thêm, bác trưởng đoàn đã phát biểu. Thì các cháu là coi như là tự nguyện đến với nhau qua giao lưu, qua công tác, qua những cuộc vui chơi thì đã quen biết nhau, thì đã được bắt được của hai bên gia đình. Thì giờ phút này các cháu đã được bốn bên hai họ chứng giám công nhận và được pháp luật công nhận là hai cháu là vợ chồng, như vậy là vợ chồng hợp pháp. Các cháu từ giờ phút này trở đi thương yêu nhau để bảo ban nhau xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc trăm năm. Và các cháu sống phải là phải công bằng, phải bình đẳng, phải coi hai bên như một. Người ta thường nói dâu hiền là con gái, rể thảo là con trai. Như vậy các cháu đã có tứ thân phụ mẫu, có hai chốn để về, có hai quê để ở, có nghĩa là đi lại hai bên công bằng. Là vì con cái bây giờ thì nói chung là ở đâu cũng là gia đình, ở đâu cũng là bố mẹ, thì các con phải thật bình đẳng cái vấn đề quan tâm về tuổi tác, về già đối với con cha nghĩa mẹ. Thì người ta cũng có câu biển nước mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Như vậy bây giờ tứ thân phụ mẫu này là công lao của hai cháu, thì các cháu phải biết đền ơn đáp nghĩa như thế nào qua cuộc sống hàng ngày, qua những việc làm ăn, xây dựng gia đình cũng như là đối nội đối ngoại hoặc là đối ngoài xã hội. Quan hệ rộng lớn như biển cả thì cũng lại phải có sóng, nhưng mà có sóng thì một điều gì tín điều lành, chứ không phải đau to bố lớn được. Hoặc là thương yêu nhau thì cũng phải nhường nhịn cho nhau, điều chỉnh cho nhau. Thế là đến giờ phút này tôi cũng xin thay mặt gia đình nhà gái cũng như là bố mẹ thân sinh ra cháu Linh thì cũng có món quà khi bên chén trà, cũng nhớ được là tình cảm thông gia đã dành lại cho ta tấm lòng ấm áp. Xin gửi tới ông là giao tầm tay. Vâng, đấy, hai ông bà đại biểu không nắm nhận nữa mà. Trước hết là xin chân thành cảm ơn. Thứ hai nữa là đây cũng là thể hiện cái cuộc sống hạnh phúc của hai ông bà. Hơi ấm của hai bên thông gia cùng xin cảm ơn. Cùng đông đáp cho hai cháu. Vâng. Thế một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn sự tiếp đón của gia đình, và chúng ta sẽ cùng nhau kính chúc tất cả mọi thành viên trong hội hôn, chúc hai gia đình thông gia đồng nhất gia chúng ta sẽ cùng nhau mạnh khỏe hạnh phúc, mọi gia đình an khang thịnh vượng, và chúng ta sẽ cùng đoàn kết vun đắp một cây chung là cây hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Xin một tràng pháo tay ạ.
ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi giờ đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Gió miên man theo từng bước chân nàng.
đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát cho ba khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt nay sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui sẽ chân bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu gian khó dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Alo em ơi, đang lái xe chuẩn bị ra về, 10 tiếng mệt mỏi sau lưng muốn kể với em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như kẻ đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nè anh hôm nay anh có thể về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mic test vẫn còn đang ngấp ủ. Anh biết từ khi lấy em, anh chẳng mấy khi phụ em đi việc nhà. Cuối tuần bận đi hoát họ cũng chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát vì người ta từ hơi bao đồng. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Và cảm ơn em đã là hậu phương trong ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịn đói chờ cơm. Anh rất yêu em và con bài này anh xin viết tặng hai mẹ con. Yo. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau anh biết một khi lấy em, anh chẳng mấy khi phụ em. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, ta đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life I found it, missing peace. So as long as I live, I love you. Heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless, and with you.
this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alive, I won't see you cry.